Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và khối lực lượng vũ trang tỉnh chúc mừng Đảng bộ tỉnh nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác tháng 1 triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2 năm 2024. Những ngày này, chợ đầu mối thành phố Ninh Bình trở nên nhộn nhịp hối hả hơn với lượng hàng hóa đổ về ngày càng nhiều để chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, chiều nay Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và khối lực lượng vũ trang tỉnh đã đến chúc mừng Đảng bộ tỉnh. Đón tiếp các đoàn có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham gia các đoàn tới chúc mừng có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thay mặt các đoàn đại biểu tới chúc mừng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc nhiệt liệt chúc mừng Đảng ta 94 mùa xuân. Với sự tài tình khéo léo đã lãnh đạo quân và dân giành nhiều thắng lợi vẻ vang qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng của dân tộc, tạo khí thế, niềm tin vững chắc để xây dựng đất nước ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu, nhân dân được hưởng tự do, ấm no, hạnh phúc. Đồng chí đặc biệt chúc mừng Đảng bộ tỉnh những năm qua, nhất là năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên, đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giải pháp, đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong năm, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, chỉ rõ những khuyết điểm, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, phân tích dự báo tình hình, kiên định mục tiêu phát triển, đề xuất những chủ trương, quyết sách mới, khát vọng lớn, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới. Qua đó tiếp tục khẳng định sự vững vàng trong lãnh đạo chỉ đạo và những thành quả Đảng bộ tỉnh đạt được, củng cố niềm tin chính trị, sự chấp hành của các cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tiếp tục xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong toàn dân, xây dựng tỉnh ta ngày càng phát triển. Thay mặt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và khối lực lượng vũ trang tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc gửi lời chúc mừng tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất và toàn thể đảng viên Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, nêu gương, tinh thần đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi các quyết sách, định hướng phát triển của tỉnh. Đón mùa xuân mới với nhiều thành công mới. Trân trọng cảm ơn tình cảm của các đoàn đại biểu tới chúc mừng nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã ôn lại truyền thống vẻ vang 94 mùa xuân của Đảng, khẳng định sự ra đời, trưởng thành, vai trò lãnh đạo quan trọng của Đảng đã làm nên những kỳ tích lịch sử, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thực hiện thành công công cuộc đổi mới. Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng ta đã khẳng định vai trò lãnh đạo và vị thế trên thế giới. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn mong muốn toàn thể Đảng bộ tỉnh, các cơ quan đoàn thể trong hệ thống chính trị cùng quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy nền tảng đã có, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, bản lĩnh trí tuệ, dân chủ, lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu khát vọng lớn đã đề ra, đưa tỉnh ta vững vàng phát triển trên chặng đường mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
Các ý kiến tham luận tại hội nghị thống nhất đánh giá trong tháng 1, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm và đạt được kết quả tương đối toàn diện, rõ nét trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất tiếp tục thực hiện chủ đề công tác giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất trong năm 2024. Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Về kinh tế, toàn tỉnh tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ đông năm 2023, triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2023-2024, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân dịp Tết và mùa lễ hội năm 2024. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt trên 8.640 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện ước đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 9,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 1 năm 2024 đạt 1.647 tỷ đồng, đạt 8,8% dự toán, tăng 29,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng ước đạt trên 7.300 tỷ đồng, tăng 38,9% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các địa phương tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được của các ngành địa phương trong tháng 1, những khó khăn tồn tại và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2024, tập trung chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động, công tác tuyển quân, giải quyết tồn tại vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, đẩy mạnh kết nạp đảng viên, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong tháng 2 năm 2024, trong đó yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo các chương trình hành động của tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình gắn với 55 năm thực hiện di chúc của Bác, ban hành chương trình làm việc năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ về công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, phòng chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành sớm chỉ tiêu năm 2024 về kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Liên quan đến nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, tích cực chỉ đạo giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tổ chức tốt lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đồng thời nắm chắc tình hình nhân dân, công nhân, tình hình tôn giáo, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, chuẩn bị tổ chức tốt lễ giao nhận quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thực hiện nghiêm túc việc trực Tết, làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phối hợp làm tốt công tác đối ngoại của tỉnh, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tạo khí thế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay đoàn công tác của Sư đoàn 350 Quân khu 3 do đồng chí Đại tá Vũ Đình Kiên, Chính ủy Sư đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết Tỉnh ủy. Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đón và tiếp đoàn. Thăm chúc Tết tại Tỉnh ủy, Đại tá Vũ Đình Kiên, Chính ủy Sư đoàn 350 bày tỏ vui mừng phấn khởi và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong năm 2023. Cảm ơn sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023. Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Ninh Bình sẽ tiếp tục đạt những thành tựu cao hơn nữa.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Chính ủy Sư đoàn 350 chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đón Tết vui tươi, an toàn, năm mới, thắng lợi mới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Việt Dũng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Sư đoàn 350 đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình trong nhiều năm qua. Thông tin nhanh về một số kết quả phát triển nổi bật của tỉnh trong năm 2023, đồng chí khẳng định những thành quả mà Ninh Bình đạt được có đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 350 đã luôn đồng hành cùng tỉnh trong thời gian qua. Nhân dịp năm mới 2024, đồng chí chúc cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 350 sức khỏe, hạnh phúc, thành công, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm gắn bó, đồng hành của Sư đoàn để Ninh Bình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nhằm góp phần chung tay chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tối qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình Xuân gắn kết Tết yêu thương năm 2024. Tới dự có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành đoàn thể của tỉnh. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 250 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và một cặp bánh chưng cho các em thiếu nhi, cựu thanh niên xung phong và thanh niên là công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã trao 52 suất học bổng cùng em vững bước tới trường, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh trao 14 suất học bổng tiếp sức đến trường. Đây là các em học sinh đã được hai đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ chi phí học tập cho đến khi các em tốt nghiệp trung học phổ thông. Mỗi món quà được trao tặng không chỉ giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực tinh thần vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về sự gắn kết yêu thương, sự sẻ chia cộng đồng, chung tay vì một xã hội nhân văn, tốt đẹp hơn, đặc biệt là nhân lên những giá trị truyền thống ý nghĩa của mùa xuân nhân ái, năm mới sẻ chia của người Việt, để mọi người, mọi nhà được đón Tết an lành, vui tươi và hạnh phúc. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương, bảo đảm kịp thời chất lượng đầu tư kinh phí xây dựng các hạng mục công trình trong thế trận quân sự khu vực phòng thủ tỉnh, hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, tổ chức lễ đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, bảo đảm thiết thực hiệu quả. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Đại tá Đinh Công Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, tổ chức luyện tập tham gia các hội thi, hội thao các cấp đạt giải cao. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Gia Viễn diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mô, Trung đoàn 855 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh bảo đảm an toàn tuyệt đối, tổ chức đăng ký, quản lý tuyển chọn, biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu. Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, phối hợp với các lực lượng nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Sáng nay, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan tổ chức chương trình gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tới dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh là con em quê hương Nho Quan, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang qua 94 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu của đất nước trong công cuộc đổi mới. Cùng với tỉnh, Đảng bộ huyện Nho Quan đã tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, vận động nhân dân tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của địa phương.
năm 2023, Đảng bộ, dân và quân trong huyện tập trung khắc phục những khó khăn, thách thức, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả, đạt được kết quả khá toàn diện, tích cực trên nhiều lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt 7 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết nhất trí, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024. Chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, đưa quê hương Nho Quan phát triển nhanh và bền vững. Đảng ủy Viễn thông Ninh Bình vừa tổ chức phát động thi đua thực hiện mô hình Đảng bộ cơ sở 4 tốt năm 2024. Tới dự có lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đại diện Ban tổ chức tỉnh ủy. Đảng bộ Viễn thông Ninh Bình là tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước có tổng số 10 chi bộ trực thuộc với 160 đảng viên. Những năm qua, tập thể đảng ủy luôn đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng đảng. Công tác tổ chức cán bộ được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác dân vận tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng được chú trọng. Năm 2023, đảng bộ được xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tin tưởng lựa chọn giao nhiệm vụ triển khai thực hiện thí điểm mô hình Đảng bộ cơ sở 4 tốt năm 2024. Để thực hiện thành công mô hình, Đảng ủy Viễn thông Ninh Bình đã thống nhất trong toàn Đảng bộ các nội dung, tiêu chí cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu tổng doanh thu tăng trưởng từ 5% trở lên so với năm 2023, sinh hoạt Đảng bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, chiến đấu, đoàn kết kỷ luật tốt, tích cực đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Cán bộ đảng viên tốt, phấn đấu có 95% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có không quá 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, tại hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viễn thông Ninh Bình đã tổ chức ký kết giao ước thi đua xây dựng Đảng bộ cơ sở 4 tốt năm 2024. Bám sát chủ đề công tác năm của tỉnh ủy, trong năm 2023, các cấp hội phụ nữ huyện Hoa Lư đã tăng cường đổi mới hoạt động, tích cực vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động mới, có sức lan tỏa, tạo dấu ấn, khí thế sôi nổi, được cán bộ hội viên hăng hái tham gia. 10 phút sạch nhà, sạch ngõ là phong trào mới được hội phụ nữ huyện phát động thực hiện trong năm 2023. Đây cũng là phong trào riêng có ở Hoa Lư, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội, của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và hướng đến hình thành một nét văn hóa riêng có của con người cố đô. Phong trào đã thu hút trên 15.000 hội viên phụ nữ toàn huyện hưởng ứng, góp phần làm sạch môi trường sống tại các khu dân cư. Thực hiện được cái phong trào của này là sạch làng, sạch ngõ, thấy thiết thực với bà con nhân dân. Cứ 6 giờ 10 phút là sáng là tự chị em chúng tôi bảo nhau ra là làm cho con đường sạch sẽ. Năm qua, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung nâng cấp, xây dựng nhiều mô hình mới, mang lại hiệu quả cao, quan tâm các mô hình thuộc lĩnh vực đặc thù của huyện như tham gia phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nhằm thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Bên cạnh việc thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và ba nhiệm vụ trọng tâm thì chúng tôi có thực hiện những cái mô hình, những cái phong trào mà phải nói là khá là mới so với những cái nhiệm vụ trước đây. Mô hình nhà sạch vườn đẹp thì đã được nâng cấp trở thành phong trào nhà sạch đường đẹp, mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, xây dựng nhân rộng được hai mô hình nhà sạch đường đẹp vượt chỉ tiêu, góp phần xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp. Tại xã Ninh Giang, mô hình ngôi nhà xanh đã được hội phụ nữ xã làm điểm và từng bước nhân rộng ra 3 đơn vị thôn xóm nhằm thu gom rác thải nhựa trong khu dân cư. Sau đó đem bán gây quỹ được trên 4 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được dành hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây chỉ là một trong số nhiều mô hình mới đã được hội phụ nữ xã triển khai trong năm 2023. Chúng tôi luôn đổi mới, sáng tạo và linh hoạt theo hướng hiệu quả, thực chất, tổ chức thành công chương trình công nhận hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là nam giới. Hội đã phát động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân ủng hộ áo dài cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức xây dựng mô hình điểm
tủ áo dài Trao Yêu Thương đã nhận được 576 bộ áo dài với tổng số tiền khoảng 287 triệu đồng. Để các cái mô hình hoạt động mới thực hiện được hiệu quả thì chúng tôi đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền lựa chọn đơn vị làm điểm, hướng dẫn thực hiện, tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm. Sau đó thì chúng tôi mới tổ chức nhân diện và đặc biệt chúng tôi quan tâm định hướng hoạt động phù hợp với từng cơ sở hội, cán bộ hội, nhất là người đứng đầu thì chúng tôi xác định là phải gương mẫu, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, phải thể hiện hết trách nhiệm của mình với công việc. Tăng cường đổi mới trong hoạt động góp phần quan trọng để Hội Phụ Nữ huyện nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia, thực hiện đạt và vượt 7 trên 7 chỉ tiêu năm 2023, vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ninh Bình phối hợp với Hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức trao tặng quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Hội Doanh nghiệp thành phố đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thành phố, nhằm chia sẻ, động viên với những người yếu thế trong xã hội được vui xuân đón Tết đủ đầy, đầm ấm. Nhân dịp này, chi nhánh Viettel Ninh Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn giấy vở Hồng Điệp cũng đã trao những món quà ý nghĩa tới các hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Những món quà ý nghĩa được trao tặng nhân dịp chuẩn bị Tết đến xuân về, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc, đồng thời thể hiện tình cảm, sự sẻ chia, chung sức, cùng cấp ủy chính quyền thành phố Ninh Bình chăm lo đời sống cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên, tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Mô, Hội Doanh nghiệp huyện tổ chức trao tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Đồng. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện các đơn vị tài trợ đã trao tặng 170 suất quà cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 85 triệu đồng. Đây là những phần quà đong đầy nghĩa tình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia của các đơn vị, tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn và có thêm điều kiện đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Để mọi người, mọi nhà được đón xuân trong không khí vui tươi, phấn khởi, dịp này huyện Yên Mô và các nhà hảo tâm còn phối hợp triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, trao tặng quà đột xuất cho các em học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi. Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công vừa tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương Tết Chia Sẻ năm 2024. Tại chương trình, 50 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Viễn. Những phần quà thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chăm lo Tết cho người nghèo, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đây là việc làm thiết thực, được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cùng một số cơ quan doanh nghiệp tổ chức thường niên góp phần đảm bảo an sinh xã hội, qua đó động viên chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về. Dự kiến dịp Tết năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh sẽ vận động các nguồn lực để trao tặng 8.000 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Chuẩn bị vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Trường Sa, huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, hệ thống cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại đây luôn được đảm bảo đầy đủ. Phóng sự của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa. Giao lưu bóng chuyền giữa cán bộ chiến sĩ và các cán bộ công chức. Đây là hoạt động thường niên được Ban Chỉ huy đảo tổ chức vào các dịp lễ Tết. Đối với các điểm đảo chưa có điều kiện xây dựng sân chơi thể thao thì các phòng tập thể hình được trang bị cũng giúp cán bộ chiến sĩ rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Đối với cái hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đây là cái món ăn tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân trên đảo chúng tôi rất quan trọng. Một rèn luyện sức khỏe và cũng là cái tạo cái sân chơi lành mạnh, bổ ích và đoàn kết thống nhất giữa cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo. Nhất đặc biệt là những ngày lễ Tết, ngày nghỉ, giờ nghỉ, chúng tôi tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Và mỗi dịp Tết đến xuân về, đoàn công tác của vùng 4 Hải quân lại tổ chức các chuyến tàu vận chuyển nhu yếu phẩm và đến từng điểm đảo tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa. An Bang,
một trong những đảo cấp 3 khó tiếp cận nhất tại Trường Sa, nhưng vẫn vinh dự được đón các đoàn ra chúc Tết. Chỉ huy đảo cũng đã chủ động lên kế hoạch vui xuân đón Tết cho cán bộ chiến sĩ từ sớm. Chuẩn bị gần Tết đến thì công tác chuẩn bị ở trên đảo thì được sự quan tâm của chỉ huy các cấp cũng như trong đất liền. Thì là mọi công tác chuẩn bị trên đảo thì gần như là không thiếu thốn gì so với đất liền cả. Nên là cảm giác của em nó rất là gần gũi, nó thân quen và có lẽ nó tạo ra cho em một cái kỷ niệm đặc biệt mà khó mà có thể quên được. Tết này là Tết thứ hai, tôi đón Tết tại quần đảo Trường Sa. Nói chung là mỗi cái Tết thì nó đều có một cái đặc điểm riêng, cái điểm khác nó riêng. Nhưng mà nói chung là Tết ở quần đảo Trường Sa là Tết sum vầy đồng ấm trong tình yêu thương của đồng chí đồng đội. Tôi luôn cảm thấy là đầm ấm, toàn đảo là như là một gia đình. Thời gian này, bên cạnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, các chiến sĩ ngoài đảo cũng tất bật cho việc chuẩn bị đón xuân vui Tết, chăm sóc những cây quất cành mai được gửi ra từ đất liền, hào hứng trang trí nơi ở, nơi làm việc của mình để chào đón năm mới. Mỗi dịp Tết đến xuân về luôn là cái thời khắc mà quan trọng nhất trong một năm của mỗi người. Do vậy mà với những người mà xa gia đình như anh em chúng tôi đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và xa nhà như các hộ dân thì việc gắn kết để tạo sự đoàn kết ấm cúng như một gia đình thì đấy là một cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi hướng tới trong các hoạt động tổ chức dịp Tết này. Với những cái hoạt động rất là thiết thực như là chúng tôi sẽ kết hợp để tổ chức gói bánh chưng, rồi thực hiện cái việc trang trí bàn thờ Tết, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, các hoạt động đi lễ chùa đầu năm, rồi các hoạt động vui chơi để làm sao mà tạo được cái bầu không khí gần gũi nhất, sôi nổi nhất. Tình yêu biển đảo vì Trường Sa thân yêu luôn chất chứa trong trái tim mỗi chiến sĩ với khát vọng hòa bình. Và trong thời điểm giáp Tết như thế này, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho quân dân huyện đảo cũng chính là sự cổ vũ tinh thần lớn lao cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những ngày này, chợ đầu mối thành phố Ninh Bình trở nên nhộn nhịp hối hả hơn với lượng hàng hóa đổ về ngày càng nhiều để chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ngoài các chợ trên địa bàn, còn cung cấp cho các tỉnh lân cận. Càng cận Tết, hoạt động tại chợ càng trở nên hối hả, gấp gáp hơn. Xe chở hàng nối đuôi nhau vào ra liên tục, các tiểu thương cũng tất bật với công việc của mình. Thời điểm này nhu cầu hàng hóa bắt đầu tăng, như tại kiosk bán các mặt hàng rau củ quả này, mặc dù đã nhập nhiều hơn ngày thường, nhưng vẫn có thời điểm không còn hàng để bán. Như thời điểm này thì lượng tăng là hơn một gấp đôi ngày thường. Ví dụ như buổi hôm nay là chị đây bán hàng đây là hiện tại là đang còn thiếu, nhập còn chưa đủ về cấp ngày hôm nay. Đấy thì nó cũng có biến đổi hơn các ngày thường nhiều. Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý chợ, trung bình mỗi ngày chợ cung cấp khoảng 100 tấn rau củ quả các loại. Hàng hóa được bổ sung liên tục theo các chuyến xe từ khắp nơi đổ về, đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm, phục vụ Tết cho nhân dân. Trong cái thời gian qua, và trong cái dịp Tết Nguyên đán này thì đối với Ban Quản lý chợ đầu mối thì hiện nay là đối với ngành hàng hoa quả thì chúng tôi đang hỗ trợ toàn bộ các cái mặt bằng cũng như tất cả các loại phí và kể cả những cái xe ra vào để lên xuống mua bán hàng hóa là cũng hoàn toàn còn đang hỗ trợ, đặc biệt là cái công tác vệ sinh môi trường và an ninh trật tự thì chúng tôi cũng đang hỗ trợ toàn bộ các cái tiểu thương không thu bất cứ một cái loại phí gì đối với cái ngành hoa quả. Chính nhờ những chính sách hỗ trợ nhanh chóng kịp thời đã thu hút được các tiểu thương vào kinh doanh trong chợ, đồng thời giúp cho họ có nơi kinh doanh ổn định, thuận lợi cho việc bốc rỡ, tập kết và bảo quản hàng hóa. Thứ nhất là cái chỗ bán hàng là nó sẽ ổn định, sạch sẽ, rồi là mọi cái điều kiện là nó sẽ thuận lợi hơn. So với lại ngày xưa ở trong kia thì cái vị trí tất nhiên là chỗ nào thì cũng gọi là kinh doanh cả. Mà cái tiêu chí của bà con đi kinh doanh thì cái lợi nhuận nó là hàng đầu tiên. Thế nhưng mà ra đây thì nó cũng là cái chỗ vị trí ngồi kinh doanh thì là mình cảm thấy nó gọi là nó thoải mái hơn. Bây giờ có cái lượng hàng hóa mua về để tiêu thụ là cũng tăng lên tương đối.
Với vai trò là trung tâm phân phối các mặt hàng rau củ quả, chợ đầu mối thành phố Ninh Bình đã góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và cùng với các cấp các ngành thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường. Tại Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Ninh Bình vừa tổ chức lễ hội Xuân Hồng, Xuân Giáp Thìn. Với thông điệp máu có thể chờ người bệnh không thể chờ máu, chương trình đã thu hút hơn 700 tình nguyện viên là các cán bộ công nhân viên chức người lao động ở các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Tôi đã hiến máu được 19 lần ạ. Và bản thân tôi rất là vui và hạnh phúc khi mà mình có sức khỏe để hiến được nhiều lần máu. Là người trẻ thì tôi luôn mong mình tiếp tục cố gắng gìn giữ sức khỏe và vận động mọi người tham gia hiến máu tình nguyện. Để ngày hội hiến máu đạt kết quả cao, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố đã xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, đồng thời triển khai sâu rộng đến các đơn vị. Kết quả, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận được gần 700 đơn vị máu. Hiến máu tình nguyện đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều bạn trẻ. Câu lạc bộ của chúng tôi có đảm nhận nhiệm vụ là tuyên truyền về việc lợi ích của việc hiến máu tới những người dân để hiến máu ngày một phát triển hơn, vừa có thể là kiểm tra được sức khỏe cho mình mà vừa có thể lọc máu, với lại là có thể giúp đỡ được những người bệnh nữa. Năm 2023, thành phố đã tiếp nhận 1.350 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu được giao. Nguồn máu quý giá này được bổ sung kịp thời vào kho máu dự trữ của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và một số bệnh viện tuyến trung ương đáp ứng nhu cầu điều trị, cấp cứu, mang lại sự sống cho người bệnh. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023 đã được Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh khen thưởng. Ban tổ chức giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 18 năm 2024 vừa triển khai kế hoạch tổ chức giải. Giải do Sở Văn hóa Thể thao tỉnh phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức nhằm chuẩn bị cho giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024, đồng thời nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của tỉnh. Đây cũng là dịp quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh về kinh tế xã hội và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của Ninh Bình từ các đội bóng về tham dự và người hâm mộ trong cả nước. Giải năm nay có sự tham gia của 6 đội tuyển bóng chuyền nam, 6 đội bóng chuyền nữ. Tiền thưởng cho đội đạt giải nhất lên tới 300 triệu đồng. Dự kiến giải sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2024 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Ban tổ chức giải Việt giã xã phường thị trấn cũng vừa triển khai kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với giải Việt giã xã phường thị trấn tỉnh Ninh Bình lần thứ 8 năm 2024, Cúp SHB. Theo kế hoạch, lễ phát động dự kiến được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 tại khu vực quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế. Thông qua việc tổ chức lễ phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và hưởng ứng tháng hoạt động thể dục thể thao và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao nói chung, môn Việt giã nói riêng và tăng cường hoạt động giao lưu thi đấu thể thao giữa các đơn vị trong toàn tỉnh, qua đó phát hiện những tài năng trẻ, bổ sung vào đội tuyển năng khiếu, điền kinh của tỉnh. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024.